Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Hiện tại là có thấy có khách viếng rồi mọi người. Ông chào bà. Đó, bà cả nhà mình ở đâu vậy bà? Bình Dương. Bình Dương ở đâu vậy bà? Dạ. Chợ Thú vô một hả? Dạ. Bà đến đây mấy lần rồi bà? Lần đầu tiên hả? Tôi đến hai lần, con này lần đầu tiên. Dạ. Con này hai lần, còn tôi lần đầu tiên. Lần tiễn mà vô không tay. Dạ. Tiễn lúc đạo chôn á. Dạ. Con này đi mà con có đi. Dạ. Ở đây thì mới có mấy cô Việt Kiều tặng 4 cây mai rất là to. Dạ. Đi hướng này nè cô, hướng đây lại đi. Dạ. Hôm nay cô đến đây thì mua trái cây với lại bánh với bông để mà có hình nữa hả? À, hình nữa hả? Trời ơi. Vậy hả? À, có hình luôn, có ảnh luôn. Dạ. Dạ chợ, cô Mai tặng. Cô Mai tặng hình của cậu Năm nè. Cô Mai hả? Trời ơi, tấm lòng cô. Wow, cảm ơn cô. Ừ. Cô ơi, tấm lòng của cô thật là quý cô ơi. Giờ chút này là cô tặng cho anh YouTube là khán giả đến đây có ai là tặng hết không? Tặng cho anh em YouTube. À YouTube. Dạ. À. Đó, dạ rồi. Dạ rồi. Khen cầm đi Khen, khen cầm đi. Để con đi tặng nha, đi nha. Rồi để cho chú à. Đây là Thảo, đây là con cô ở Hữu Dùng 1 tặng hình cho đại diện. Rồi, khoan. Giả ai mà có xin đó thì cho luôn. Đây, đây. Rồi anh tắm nữa, anh tắm nữa, anh tắm nữa. Tại vì còn một người nữa. Rồi ok nha, người một. Rồi cô tặng hình rồi mọi người ơi. Vâng. Anh hình cậu Năm mười ơi. Lộc mười ơi. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Trời ơi đẹp quá cô ơi. Dạ. Giờ cất nha mọi người. Đó. Rồi cô. Không, cho YouTube nữa, cho YouTube nữa. À, khen thì cô. Kìa, chú Tiểu đây nè. Chú Tiểu ơi. Chú Tiểu ơi. Cô kiếm em kìa, để đó cho chị Thảo cầm giùm đó. Cho chị Thảo cầm giùm đi, cô kiếm mày kìa. Cô kiếm kìa. Nếu có chú Tiểu nhận được cái giám sát cho xin hình đó. Nói được không? Đưa cái đừng ở đầu. Cái giật nè. Ủ đậm được cái giường làm. Anh tấm hình của cậu nè. Dạ. Quá đẹp luôn cô ơi. Bút đâu vậy? Dạ. Cô ở đâu tới lần cô? Cô Mai ở bên Cát hả? Cô Mai bên Cát. Đẹp quá cái tấm hình này, con thích nhất nào. Ờ, tấm hình này là rất là nhiều người nằm thấy cậu. 300 tấm á. Vậy đó hả? 300 tấm á mọi người ơi. Đây là cái lọc nha. Có ai xem được cái video này cũng phải đấu 24 giờ. Thì tới đây nhanh để mà lấy hình cậu Năm về nha. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha. 300 tấm hả cô? 300 tấm. 300 tấm. Wow, con này có mộ Vũ Linh này rất là lâu rồi. Dạ. Vũ Linh hồi xưa là xong bé 1, xong bé 2, xong bé 3. Dạ. Bây giờ chị là Phát Anh Bình. Dạ. 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 Từ tháng 5 tháng 7 đó. Dạ. Đã không có đêm nào có ngày. Mà coi Vũ Linh hết. Dạ. 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 Anh em con cũng theo cô đến luôn. Dạ. Không, tôi thấy cô đi làm hoài. Dạ. Tôi là sáng ra. Dạ. Dạ, nói chung ra là tụi con đến đây là để có mưa, dạ. Con giờ bông mai mà vô cũng mưa là dạt ra để cho khán giả đến là xem cái đẹp đó con. Dạ, dạ. Dạ, nó nhỏ luôn ha. Điện thoại này tại cô cho đeo phải đeo kiếm. Dạ. Không biết sao. Nhức đầu, đeo kiếm nhức đầu. Dạ.
con biểu a tim á. Dạ lai đâu đó ha. Dạ. Trong cái quy bự quá nó có đi chỗ đâu lai. Dạ dạ đúng rồi. Thì mới lai được mà con cái này là những lai. Rồi để hôm nào tụi con sẽ chứ gì Minh gì Minh Di Minh Di Minh 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 không dạ nhiều lắm con đó là Di Minh đâu rồi Di Minh Minh nè con hãy coi kênh của Di Minh nè lại cảm ơn con cái nè nè cô đang coi kênh Di Minh nè đó Di Minh làm sao dạ anh em đang chăm sóc hoa nha quý vị, tưới nước nha quý vị. Vì mình đã đang tưới nước với lại anh Niêu, anh Nghiệp Sống Niêu đang tưới nước cây hai tiểu thơ nha. Tổng cộng là bữa nay Niêu với Di Minh là 64 tiểu thơ. Đó bây giờ thì bên đây thì mấy anh em đang tiếp tục đang tiếp tục để mà chăm sóc cây mai tiểu thư mọi người, thường gọi là mai chiến thủy. Trời ơi bốn cây mai quá đẹp luôn. Mọi người cận cảnh nhìn thôi nó đẹp quá đẹp luôn mọi người ơi. Nó cao hơn em nữa nè. Em cao hơn em luôn rồi. Trời ơi này hai mét chắc hai mét mấy. Khi anh đi mình để cái này nữa. Quá đẹp luôn. Đây để ngoài luôn. Đây đẹp đó. Đây khán giả làm 300 tấm hình. Đó nha, 300 tấm hình nha mọi người. Đó. Ba tấm hình mọi người ơi. Cậu Năm mãi đỉnh. Quá đẹp. Chị cho em phỏng vấn chị xíu chị. Chị thấy hình đẹp không chị? Đẹp không? Đẹp. À, tấm nào đẹp nhất? Tấm nào cũng thấy dễ thương đó. Vậy đó hả? Tấm nào cũng thấy dễ thương hết hả? Tấm đẹp 10 kiểu á. À vậy đó hả chị? Rồi tấm hình này chị về nhà chị để đâu? Thì chân bỏ trên hai bên. À. Chân. Dạ thì mỗi ngày nhìn thấy cậu Năm ha. Ừ. Dạ. Nhất là mẹ của chị với anh trai chị là thích cải lương Vũ Linh lắm. Vậy đó hả? Chị share tấm hình cho giùm em ha. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Nói chung là tấm nào cũng đẹp hết đúng không? Tấm nào cũng đẹp hết á, nhưng mà chỗ làm mỗi tấm đẹp 10 kiểu. À, mỗi tấm đều đẹp hết. À, quá đẹp luôn ha chị ha. Tấm có một nét đẹp khác nhau. Dạ, mỗi tấm mình đẹp đẹp chứ nha. Dạ. Đây là mình ở đâu chị? Em ở trên Đắk Nông. Wow, Đắk Nông. Đắk Nông luôn hả chị? Nhưng mà hôm nay về ví dụ rồi, rồi em sẽ quay một vòng, em sẽ kết thúc video mọi người ha. Mọi người xem cho em xin một lần đăng ký nha. Rồi, cảm ơn mọi người.